Mai không hát thì mẹ lại cho đi nhá. Đi đánh răng bây giờ nhá. ABC nè. Hà Mai không hát được câu gì cả. Bây giờ bài Happy Birthday xem nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Harry. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật bố ạ. Bố cảm ơn con. Sắp tới là đến sinh nhật mẹ đấy. Bây giờ sinh nhật con. Xong rồi sau đó là sinh nhật con. Sinh nhật con là thứ tháng gì? Tháng 2. Sinh nhật mẹ là tháng 1. Sinh nhật bố là tháng 12. Sinh nhật con là tháng 2. Sinh nhật em bé là tháng 3. Ok, bye bye. Ok, em cho hai em gái. Thôi, thế thôi. Bây giờ đi pipi nha.